In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Vườn quốc gia núi Chúa Ninh Thuận với diện tích hơn 29.000 ha bao bọc bờ vịnh Vĩnh Ninh. Amanoi Resort cách sân bay Cam Ranh khoảng 62 km, cách thành phố Phan Giang tầm 35,8 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 373 km. Amanoi Resort là khu nghỉ dưỡng kết hợp spa đầu tiên của tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng Aman tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng do công ty cổ phần Nam Núi Chúa làm chủ đầu tư và chính thức khai trương vào 2013. Resort gồm 36 căn với 04 hạng Pavilion, Villa, Residences và Spa House. Các hạng phòng ở Amanoi Resort có lối thiết kế mở hài hòa với thiên nhiên, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng của du khách luôn ngập tràn trong không khí trong lành và ánh nắng, mang đến giá trị cốt lõi của thương hiệu Aman, đó là sự thanh bình, thân thuộc, ấm cúng, tất cả khách hàng như người bạn đến chơi nhà. Các hạng phòng đều có lối kiến trúc giống nhau, bài trí tối giản theo phong cách truyền thống Việt Nam. Sau hồ bơi, resort sở hữu công khai hồ bơi kín khu diện tích 140m² nằm trên núi rộng 140m², độ sâu khoảng 1m4. Hồ bơi này không có khu vực dành cho trẻ em. Hồ bơi Vĩnh Ninh nằm cạnh biển diện tích 400m², độ sâu khoảng 1m4. Hồ bơi này có khu vực nước nông dành cho trẻ em nhưng không có vách ngăn. Trẻ em tắm cần có sự giám sát của phụ huynh. Giờ hoạt động của hồ bơi 7 giờ đến 17 giờ. Miễn phí có thể kể như câu cá, làm đồ thủ công mỹ nghệ, xem phim tối. Sau các giải thưởng đã đạt được, với những tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp mang đến khách hàng, Amanoi Resort đã đạt được một số giải thưởng nghỉ dưỡng sau. Top 33 khách sạn mới tốt nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Công Đê Next Traveler bình chọn. Giải Sen Xanh 2017 về bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển hài hòa với cảnh quan do The Guide Earth tổ chức. Resort spa của năm khu vực châu Á và châu Đại Dương 2018. Top 25 khách sạn hàng đầu Việt Nam 2018 do TripAdvisor bình chọn. Sau danh tiếng, Amanoi Resort được nhiều sao Hollywood và sao Việt lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng bí mật của mình như sao Hollywood Drew Barrymore, diễn viên Edward Norton, người mẫu Tony Gan, gia đình Lý Hải Minh Hà, Tăng Thanh Hà, Thu Thảo. Sau đối tượng thích hợp nghỉ dưỡng, resort thiết kế hướng đến thiên nhiên, con người, đảm bảo sự riêng tư, gần gũi như ở chính căn nhà của mình. Vì vậy, đối tượng cặp đôi, gia đình, nhóm đoàn luôn vui chụp lựa chọn Amanoi làm điểm nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ của mình. Sau đánh giá của khách hàng Chu Du 24, Amanoi resort đẹp, cảnh quan đẹp, yên tĩnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện và tận tâm. Nghỉ dưỡng tại Amanoi resort, khách hàng được quan tâm từ chi tiết nhỏ nhất. Amanoi tốt nhất là phòng Les Pavilion với 757,90 đô.
với căn phòng để lúc này bạn chỉ có thể có view nhìn ra sông suối của núi Chúa thôi, chứ không nhìn được biển đâu nhé. Giá càng lên cao thì bạn sẽ sở hữu thêm những tiện ích khác xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nhưng quay trở lại chủ đề khiến người ta tò mò nhất nào, phòng nghỉ 100 triệu như thế nào, ta làm sao mà có mức giá trên trời như thế? Phòng 100 triệu ở đây là loại bay view villa, villa hướng vị, và có thể nói đó là trải nghiệm xa xỉ nhất mà bạn sẽ ít ao được tận hưởng một lần trong đời. Villa rộng 1.000 m2 nằm trên sườn đồi, nhìn ra cả núi và biển, có lai nhan phòng nghỉ với rừng kinh sai, không gian ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, quầy bar view, có cả quản gia và đầu bếp view chuyên phục vụ những món Âu Á theo yêu cầu không khác gì một căn nhà thật sự. Và cái giá cần trả là 4.897 USD lên hơn 100 triệu đồng. Còn rất nhiều điều thú vị ở trong khu resort rộng lớn này mà mỗi trải nghiệm đều rất đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng vùng biển thuộc Amanoi là vùng biển riêng biệt, nên bạn có thể xuống bãi biển nằm đọc sách thay vì ở trên resort. Nó còn có hẳn một ngôi nhà riêng chỉ để bạn tập yoga giữa thiên nhiên, tách biệt hoàn toàn với mọi người. Bữa ăn sáng sẽ không được tính vào tiền phòng. Các chi phí khác như spa, xông hơi cũng vậy. Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục và cho rằng những con số trên là hơi quá đáng, thì hãy nhìn qua một loạt những tấm ảnh được giới siêu giàu trong và ngoài nước check-in sau đây. Chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ hơn về một hình thức du lịch mà ai cũng ao ước bỏ tiền để mua sự hưởng thụ xứng đáng đến từng chi tiết. To the ground, you're dragging me,
is constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right.
bạn nhớ like video và đăng ký kênh Danh Lê nha. Cảm ơn nhiều nhé.